Việt Cường này, chúng ta sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, không hiểu là hôm nay thì nông thôn chuyển động của chúng ta sẽ tới thăm mô hình sản xuất nào? Vâng ạ, trong số những mô hình mà nông thôn chuyển động muốn gửi đến quý khán giả trong những ngày mà chúng ta gọi còn khoảng 2 tháng nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán Canh Tí 2020 thì tôi nghĩ hoa là thị trường sôi động nhất. Ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi đến với làng hoa cực kỳ nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, đó chính là làng hoa Sa Đéc tại tỉnh Đồng Tháp. Thế nhưng mà loài hoa ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu ở làng hoa này cũng vô cùng đặc biệt. Ngắm hoa thì người ta bảo là phải ngắm mà vào ngày nắng đẹp mới thấy hết được cái vẻ rực rỡ của hoa lá. Thế nhưng hôm nay thì tôi muốn mời quý vị về Sa Đéc để ngắm hoa vào ban đêm ạ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì một lão nông ở đây đã lai tạo thành công một giống hoa có cái tên là cánh bướm xuân với đặc tính là ngày ngủ đêm thức. Loài hoa này đang khiến cho nhiều người trong giới cây cảnh xôn xao về sự độc lạ của mình. Vâng, chủ nhân của giống hoa này là ông Nguyễn Văn Tiếp. Ông Tiếp cũng chính là cha đẻ của sản phẩm dưa hấu tím từng gây sốt trên thị trường vào đầu năm 2019 vừa rồi. Còn lần này giống hoa cánh bướm xuân ông lai tạo được có nguồn gốc từ California của Mỹ. Và ngay sau đây hãy cùng với Nông thôn chuyển động mục sở thị loài hoa độc đáo đang gây sốt này. Người đang sở hữu giống hoa độc lạ ấy là ông Nguyễn Văn Tiếp, chủ nhiệm hội quán Tôi Yêu Màu Tím thuộc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Giống hoa ngày ngủ đêm thức kỳ lạ ấy mang tên gọi cánh bướm xuân được ông Tiếp đem về từ bang California vào năm 2016. Thế nhưng đến cuối năm 2019, ông mới cho ra mắt sản phẩm này. Hoa có hình dáng lá hệt như cánh bướm đầy màu sắc đang xòe tung tăng bay lượn giữa rừng hoa ngày Tết nên ông đã chọn cánh bướm xuân làm tên gọi cho loài hoa ngoại quốc này. Khâu nhân giống loài hoa này cũng là một quá trình hết sức gian nan của lão nông xứ Hoa Kiểng. Thì khi ông phân tích ông nói cây này rất đặc biệt, sức sống nó mạnh mẽ, ban ngày thì nó ngủ, ban đêm nó thức. Nhưng khi nó thức thì nó không thải dioxide carbon như mấy cái cây khác mà nó thải ra khí oxy giúp cho cái người ở trong nhà nó khỏe. Do đó tôi mới bắt đầu tôi sản xuất, tôi đem vô cái phòng ngủ máy lạnh thử thì tôi để chừng 10 ngày không tưới, cây nó phát triển bình thường. Cây cánh bướm xuân không có hạt mà chỉ nhân giống được từ đọt. Ông Tiếp phải thử nghiệm nhiều phương pháp nhân giống. Sau cùng, ông thấy chiết cành là cách hữu hiệu nhất để lai tạo thành công hoa cánh bướm xuân. Hoa có thể trổ bông quanh năm, trồng tầm 3 tháng, ngắt cơi thì cây sẽ trổ bông. Thích hợp nhất là để trồng trong chậu và ưa môi trường chứa nhiều đạm. Khi hoa trổ bông sẽ có màu tím pha chút hồng nhạt, rất bắt mắt. Hiện tại, ông Tiếp đã ươm thành công được 1.000 chậu với giá thành dao động từ 50.000 đến 250.000 đồng một chậu, tùy theo kích cỡ mà chủ yếu phân phối cho các thị trường khách lẻ và khách mua online. Những cái năm gần đây thì khách thập phương đến làng hoa quá nhiều. Do đó mình phải đem những cái gì mình có cho làm cho cái thành phố hoa mình nó độc lạ, nó quyến luyến người du khách. Tuy là giống hoa mới lạ, nhưng khi thuần chủng, ông Tiếp thấy khí hậu của khu vực thành phố Sa Đéc rất thích hợp để hoa cánh bướm xuân phát triển. Ông hy vọng bên cạnh các giống hoa truyền thống thì những giống hoa ngoại nhập sẽ góp phần làm phong phú thêm bản sắc và nét đẹp cho Vương quốc Hoa Kiểng miền Tây. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời điểm này thì làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp đang thu hút đông đảo du khách về tham quan trước khi hoa được mang đi khắp cả nước tiêu thụ trong dịp Tết tới. Và tôi tin rằng là loài hoa có cái tên mỹ miều cánh bướm xuân này chắc chắn sẽ là một điểm nhấn cho ngôi làng hoa này trong dịp Tết Canh Tí 2020 năm nay. Đúng vậy, bên cạnh những loài hoa truyền thống thì nhờ sự sáng tạo của những người nông dân như là ông Tiếp, làng hoa Sa Đéc mỗi mùa xuân đến lại luôn có sự đổi mới, độc đáo hơn. Đó cũng là lý do trải qua bao nhiêu năm, ngôi làng này vẫn luôn nổi lên là một làng hoa độc đáo và đẹp nhất trong cả nước. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng rời khỏi làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp và tiếp theo thì chúng ta hãy đến với một niềm vui của những người nông dân trồng rau hữu cơ tại tỉnh Bình Định. Thưa quý vị, sản xuất hữu cơ đang trở thành một xu hướng nông nghiệp của thế giới và Việt Nam của chúng ta cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Ngoài những sản phẩm rau có giá trị cao hơn thì những người nông dân làm nông nghiệp hữu cơ còn có thêm một cái niềm vui khác, đó là họ luôn cảm thấy yêu đời nè, họ mạnh khỏe khi mà những luống rau trồng không phun thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, môi trường sản xuất thì luôn trong lành nữa. Đó là câu chuyện của nông dân xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn khi mà nông dân được tập huấn sản xuất rau hữu cơ theo mô hình của Nhật Bản. Tại đây, người dân đang gieo trồng giống của nhiều loại rau quả từ đất nước mặt trời mọc. Rau được trồng trong các nhà lưới theo công nghệ sản xuất được xem là tiên tiến nhất hiện nay. Dự án rau hữu cơ tại thôn Thiết Trụ, xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn do công ty cổ phần Kase Nhật Bản đầu tư trên diện tích 7.500 m². Rau trồng tại Nhân Hậu không chỉ bảo đảm yêu cầu chất lượng của Việt Nam mà còn của nhiều hệ thống chứng nhận quốc tế bởi rau được sản xuất theo công nghệ hữu cơ của Nhật Bản. Khi sang Việt Nam, chúng tôi nhận thấy nhiều nơi người dân trồng rau nhưng lại không dám ăn sản phẩm rau của mình. Vì trong quá trình sản xuất, người dân đã phun thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư dự án sản xuất rau hữu cơ nhằm góp phần cung cấp một lượng rau quả sạch, có lợi cho sức khỏe đến người tiêu dùng tại Bình Định và các địa phương lân cận, đồng thời giúp người dân làm quen công nghệ sản xuất rau tiên tiến của Nhật Bản. Công nghệ sản xuất rau tại Nhật Bản chủ yếu là sản xuất rau hữu cơ. Chúng tôi đem kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ áp dụng tại đây nhằm tạo ra sản phẩm rau không phân bón hóa học, không chất diệt cỏ, không thuốc trừ sâu độc hại, không chất biến đổi gen, không chất kích thích sinh trưởng. Để đạt được điều đó thì chúng tôi đã tập huấn, hướng dẫn những người dân trực tiếp trồng rau hữu cơ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, nhất là trong quá trình chăm sóc và bảo vệ rau. Người nông dân này đang thực hiện công việc phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng trong nhà lưới, không cần tới khẩu trang hay bất cứ trang phục bảo hộ nào. Thế nhưng người nông dân hoàn toàn yên tâm về sức khỏe bởi họ sử dụng những chế phẩm hoàn toàn tự nhiên. Vì dùng thuốc bảo vệ thực vật nó ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người và cho bản thân. Cho nên vì thế chúng tôi dùng tinh dầu được chiết xuất từ cây sầu đâu để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tại vì tinh dầu cây sầu đâu này sâu bệnh nó ăn vào nó bị nơ bụng, và tinh dầu cây sầu đâu nó sẽ diệt trứng của con sâu hạt rầy bọ, cho nên là nó rất là an toàn. Trồng rau hữu cơ nghĩa là không có sự can thiệp của hóa chất độc hại trong tất cả các khâu. Trước tiên là người sản xuất không lo ảnh hưởng sức khỏe, và sau đó bà con có điều kiện cung cấp sản phẩm rau hữu cơ thật sự an toàn cho người tiêu dùng. Những người nông dân ở đây vẫn nói vui, người trồng rau hữu cơ là người trồng rau có tâm, bởi rau hữu cơ không chỉ là rau sạch, không có chất độc hại, mà sản phẩm này còn được sản xuất bằng tình cảm và trách nhiệm của người trồng rau. Tôi muốn là cái nguồn rau này là tự tay tôi làm, là cung cấp cho thị trường và dân, bản thân tôi và mọi người đều là ăn cái nguồn rau hữu cơ này là sạch. Và tôi mong muốn là cái rau này sẽ mở rộng, mô hình này mở rộng nhiều. Hiện nay nông trại này đã sản xuất được hơn 50 loại rau củ. Trong thời điểm thuận lợi về thời tiết, sản lượng cung cấp ra thị trường lên tới 150 kg một ngày. Niềm vui từ mùa rau bội thu được nhân đôi, cùng niềm vui khi được sống trong môi trường trong lành, không hóa chất.